Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu dày len cho bé với họa tiết hình chú ngựa như thế này. Đây là toàn bộ phần thân dày, ha. Phần đế phía dưới nè. Và trang trí họa tiết ngựa. Thì để làm được mẫu dày này ở đây mình sử dụng là len miêu cotton của 125g. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 đến 2 mm. Và kim móc thì mình dùng kim móc hai đầu ha. Ta dùng đầu số 4. Hoặc là những bạn nào mà không có cái mẫu kim này á Các bạn có thể dùng đầu kim mà các bạn có Sau đó mình sẽ so sánh với sợi len Thì đầu kim của mình nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len một chút là được ha Cho cái mũi móc của mình được chắc chắn hơn Ngoài ra thì còn có kéo cắt len Kim khâu len để khâu họa tiết Mắt của ngựa nè Và một mẫu kim đánh dấu ha Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết móc thân dày Đầu tiên thì tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Từ nút này móc lên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 và 5 Khi có được 5 mũi móc xích rồi thì 5 mũi móc xích này khi đo vào chân của bé Ở đây mình làm sai 11cm thì các bạn sẽ đo cho mình làm sao cho cái xích đầu tiên này nó sẽ bằng với chiều dài từ cái ngón chân thứ hai cho đến ngón chân thứ tư á tức là ba ngón chân nằm chính giữa ha thì nó sẽ nằm trong tầm khoảng 2 cm đây khi mình đo vào thì năm mũi xích này sẽ tương đương với 2 cm nè khi các bạn muốn tăng hoặc giảm size thì đều dựa vào cho mình cái số đo này ha móc lên cái xích đầu tiên làm sao cho nó bằng với bề ngang của ba ngón chân chính giữa là được khi có được năm mũi xích rồi, móc lên ba mũi xích. Sau đó đâm kim vào chân móc xích thứ năm, móc vào đó một mũi kép đơn. Tiếp tục cho ba chân móc kế tiếp ha, móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và chưa lại cái chân móc cuối cùng. Khi đã móc được 4 mũi móc kép đơn vào 4 chân móc rồi, còn lại một chân móc cuối cùng thì cái chân móc này các bạn sẽ móc vào đó cho mình 7 mũi kép đơn liên tiếp với nhau ha. Ta có kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy khi đã có được 7 mũi kép đơn vào cái chân móc cuối cùng rồi thì tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân móc còn lại ở đây mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn ha khi móc thì lưu ý giấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc nè để ta cắt len không phải giấu len nhiều Khi đã móc được các cái mũi kép đơn rồi nè, đến cái chân móc cuối cùng ha. Thì cái chân móc cuối cùng này ban đầu mình có móc lên một mũi kép đơn ở cái mũi đầu tiên rồi, thì tiếp tục móc cho mình vào đó năm mũi kép đơn nữa. Đây, móc vào đây cho mình năm mũi kép đơn ha. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm như vậy là năm mũi kép đơn này cộng với cái mũi kép đơn đầu tiên mà mình móc là mình có 6 mũi kép đơn mình sẽ tính 3 mũi xích mà mình gây nên này là một mũi nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân của mũi kép đơn này móc vào một mũi dời thì cái chân của mũi dời này với 3 mũi xích phía dưới mình sẽ tính là một mũi móc ha nó sẽ có tổng cộng là 7 mũi nè và lúc này cái độ rộng này nó cũng bằng với cái độ rộng của cụm còn lại ha. Lên cho mình hai xích. Ta được cái vòng móc đầu tiên. Để tiếp tục vòng móc thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình vào chân mà mình vừa móc mũi giờ đó. Móc vào hai mũi kép đơn. Khi có được hai mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi, các chân còn lại mỗi chân làm một mũi kép đơn và mỗi chân móc. Khi các bạn móc được các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc đến cái chân móc đầu tiên mà mình gặp là cái chân móc đầu tiên của cái cụm 7 mũi phía dưới nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào 7 chân liên tiếp ha. 7 chân liên tiếp của cái cụm này, mỗi chân sẽ là hai mũi kép đơn. Chân đầu tiên hai mũi kép đơn. Chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn. Và làm tương tự cho mình cho hết 7 chân móc ha. Chân thứ ba nè, tiếp tục chân móc thứ tư hai mũi kép đơn chân thứ năm hai mũi kép đơn chân móc thứ sáu cũng móc hai mũi kép đơn và chân thứ bảy ha chân cuối cùng của cụm móc hai mũi kép đơn Như vậy là lúc này mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm móc. Ta tăng được 7 mũi cho cái vòng móc thứ hai này nè. Ta có 7 cụm ha. Cụm thứ nhất. Tiếp tục cụm móc thứ hai nè. Cụm thứ ba. Cụm thứ tư. Cụm thứ năm. Cụm thứ sáu. Và cụm móc thứ bảy mình tăng được 7 mũi cho cái vòng này ha. Tiếp tục đến các cái chân móc kế tiếp, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ở đây tương tự giống như cái đầu mà mình vừa móc Khi móc đến cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái cụm 5 mũi phía dưới nè Mình còn lại 5 chân móc ha Thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc Thì mình sẽ có được 5 cụm tổng cộng Chân đầu tiên hai mũi kép đơn nè Tiếp tục chân móc thứ hai móc hai mũi kép đơn Chân móc thứ ba tương tự ha, hai mũi kép đơn. Chân móc thứ tư móc hai mũi kép đơn. Và chân thứ năm là chân cuối cùng, móc hai mũi kép đơn. Khi đã kết thúc được đến cái chân móc cuối cùng rồi thì tính cái cụm này nè, cái cụm ở cái chân móc cuối cùng này thì mình có tổng cộng là 6 cụm rồi ha. Cụm thứ hai nè. Cụm thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Ta có 5 cụm ha Tính luôn cái cụm đầu tiên mà mình móc là ở đây mình có 6 cụm rồi nè Còn thiếu một mũi nữa nó sẽ bằng với cái cụm bên này Thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào chân của mũi dời Của mũi dời kết thúc vòng 1 á Đây đây là chân của mũi dời nè Móc vào đó cho mình một mũi kép đơn ha Sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên này Móc một mũi dời Móc lên một xích thì như vậy là ở đây tính luôn cái mũi kép đơn đầu tiên này với hai mũi xích mà mình gây nên thì ở đây mình đã có được một cụm rồi nè, nó là cụm thứ bảy của cái phần bên này ha. Và cái vòng mũi dày của mình nó đã có cái độ cân bằng rồi. Khi đưa vào chân của bé nè, nó sẽ ôm sát vào cái ngón chân ha. Nó đã có đủ cái độ rộng để mình bắt đầu móc phần thân rồi. Thì ở đây mình không tăng mũi nữa. Ta tiến hành cắt len và mình thay màu ha. Đối với những size lớn hơn hoặc size nhỏ hơn, các bạn cũng dừng lại cho mình ở hàng móc này ha. Để thay màu thì dựa vào cho mình cái sợi len thừa mà mình vừa cắt ở đây nè. Phía trước của sợi len thừa này là chân móc mà mình móc mũi dời vào đó. Đây là chân móc mà mình móc mũi dời nè. Thì phía sau nó sẽ là chân của mũi dời ha. Ta đâm kim vào chân của mũi dời. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. từ đây móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc của mũi đầu tiên là là cái chân mà mình móc mũi giờ kết thúc của vòng 2 ha móc vào một mũi kép đơn sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc mình cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này ha móc tương tự cho mình cho đến hết vòng mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn và mỗi chân móc thì đến những cái cụm mà mình móc hai mũi cùng chân nè các bạn cũng móc đều cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn ha và mình không tăng mũi nữa móc tương tự cho mình cho đến hết vòng là được sau khi đã móc được đến cuối vòng ta có được một hàng mũi kép đơn đều nhau kết thúc vòng móc này đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên và móc vào đó một mũi dời móc lên hai xích lúc này cái phần đỉnh giày của mình nó sẽ có cái độ bo ôm lại nè tạo một cái độ sâu như thế này thì khi mang vào chân của bé nó sẽ ôm sát vào các cái ngón chân hả móc tương tự cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa Phần thân giày mà các bạn muốn móc bao nhiêu cm Ví dụ như ở đây mình móc 11cm Thì các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa Làm sao cho cái chiều cao từ cái phần đỉnh giày Đi xuống nó bằng một nửa so với cái size giày mà các bạn móc là được ha Ví dụ như ở đây mình là 11cm Thì mình chia ra mình sẽ móc 5cm Còn 6cm còn lại móc cái phần thân sau nha Ta cứ móc đều, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi mình đạt được một nửa của size giày. Tính từ phần đỉnh dày đi xuống, mình móc được tổng cộng là 7 hàng móc luôn cả hai cái hàng màu vàng nè. Thì lúc này cái chiều cao này nó đã bằng một nửa so với cái size đế mà các bạn móc rồi. Đến cuối vòng thì mình tiếp tục móc lên hai xích ha. Khi mang vào chân của bé nè. lúc này cái phần đỉnh dày của mình nó đã đạt được một nửa so với cái sai chân của bé rồi tức là cái sai mặt đế phía dưới á đây ta có được một nửa rồi ha còn một nửa còn lại các bạn sẽ móc cho mình cái phần để mình luồn cái bàn chân vào ha thì để chia được cái phần thân sau nè các bạn sẽ sử dụng kim đánh dấu cho mình và mình sẽ đánh dấu các cái mũi móc ở trên này ha đây là cái mũi móc mà mình bắt đầu móc rồi nè hàng móc đầu tiên mình sẽ quay ngược đầu móc lại các bạn sẽ dựa vào cho mình cái cụm mà mình tăng mũi ở cái hàng thứ hai á dời lại cho mình hai cụm sau đó giống thẳng hàng lên trên ha đây hai cụm này nè giống thẳng hàng lên trên thì khi ta quay ngược đầu móc lại cái mũi đầu tiên mà mình móc sẽ là cái chân móc này đây sẽ là mũi móc đầu tiên của cái vòng móc này ha thì các bạn sẽ giống thẳng hàng cho mình từ cái chân móc đầu tiên của hai cái cụm này nè đây là chân móc này ha giống thẳng hàng lên cho mình nè thì tương tự cho cái cụm còn lại bên này các bạn cũng chưa ra cho mình hai cụm móc tức là mình sẽ có bốn mũi kép đơn này từ cái chân móc cuối cùng này ha dời lên cho mình nè vào cái chân móc thẳng hàng với nó thì mình sẽ đánh dấu ở cái điểm này thì khi mang vào chân của bé nè mình sẽ có được một khoảng để mình có thể chừa vào để mình luồn cái phần bàn chân vào nè bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân sau lưu ý mũi đầu tiên mà mình móc khi quay ngược đầu móc lại sẽ là cái chân móc này nha đây là cái chân móc này chứ không phải là chân mũi dời kế bên nè ta quay ngược đầu móc lại một số bạn sẽ dễ nhầm lẫn với cái mũi móc dời ở phía dưới ta sẽ bỏ qua chân đó và móc vào chân kế bên đó móc vào một mũi kép đơn nè sau đó tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn móc cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây Sau khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu thì mình sẽ có được một hàng móc đầu tiên ở cái phần thân sau. Tiếp tục lên hai xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai thì mình sẽ làm tương tự giống như hàng móc thứ nhất. Tức là các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đây là chân đầu tiên ha. Chân thứ hai cũng một mũi kép đơn nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và móc đều không tăng cũng không giảm mũi nha móc cho mình thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái phần gót giày này nó chạm với cái phần gót chân là được thì để canh được cái phần này thì các bạn dựa vào cho mình các cái hàng móc mà mình tăng ở phần mũi giày thì cái số hàng móc mà mình tăng mũi giày là bao nhiêu hàng thì các bạn sẽ móc cho mình phần thân sâu là bấy nhiêu hàng ha nó sẽ có kích thước bằng nhau thì các bạn cứ tăng đều cho mình nè cứ móc đều mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc tương tự cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa ha thì sau khi đã móc thêm cho mình nhiều hàng móc đều nhau lúc này các cái hàng móc ở phía dưới nó sẽ bằng với số hàng móc ở phần đỉnh dây và nó đã chạm được với phần gót chân rồi nè thì mình tiếp tục móc thêm một hàng móc để mình bo lại và để tính được cái hàng móc cuối cùng chụm mũi thì các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của hàng cuối cùng là bao nhiêu mũi nếu tổng số mũi móc mà các bạn đếm được là số chẵn thì các bạn sẽ trừ cho mình 8 mũi còn nếu là số lẻ thì mình sẽ trừ cho 7 ha Ví dụ như ở đây mình móc được 24 mũi móc, trừ ra cho 8 mũi nè, vì 24 là số chẵn các bạn sẽ trừ cho 8 ha. Ta sẽ còn lại được là 16 mũi. Thì 16 đó chia đôi ra mình sẽ có được số mũi móc còn lại ở hai bên đều nhau. Đây ở đây mình sẽ móc ví dụ cho các bạn nè. Ta có 24 mũi móc, trừ cho 8 mình sẽ còn 16 ha. Chia đôi là 8 mũi. Thì tiếp tục móc lên cho mình hai xích và quay ngược đầu móc lại. Thì 8 mũi đó các bạn sẽ móc cho mình vào 8 chân liên tiếp. Mỗi chân làm một mũi kép đơn. Ta có mũi kép đơn đầu tiên nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Tiếp tục mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Và mũi kép đơn thứ tám khi có được tám mũi kép đơn liên tiếp với nhau thì lúc đầu mình trừ ra tám mũi các bạn sẽ chụm cho mình tám mũi mà mình trừ đó chụm lại thành một chân ha thì những bạn nào mà trừ ra bảy mũi thì các bạn cũng làm cho mình theo cách sau ở đây mình có tám mũi nè các bạn tiến hành lấy len đâm kim vào chân đầu tiên sau đó kéo len qua chân móc kéo len qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim lần thứ hai vào chân thứ hai kéo len kéo qua hai chân trên kim lấy lên lần thứ ba và đâm kim lần lượt cho mình vào tám chân liên tiếp ha lần thứ ba nè qua hai chân lấy lên đâm kim lần thứ tư qua hai chân tiếp tục lần thứ năm qua hai chân đâm kim vào chân thứ sáu kéo qua hai chân đâm kim vào chân thứ bảy kéo qua hai chân và tiếp tục đâm kim vào chân thứ 8. Kéo qua hai chân. Khi đã có được một cụm chân móc trên kim thì các bạn tiến hành kéo len cho mình qua hết chân trên kim, ép và trừ lại cho mình một chân cuối cùng nhé. Lúc này còn hai chân trên kim thì kéo qua hai chân trên kim. Như vậy là tám mũi phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên nè. Những bạn nào mà làm bảy mũi thì cũng chậm cho mình bảy chân ha. Mình còn tám chân còn lại, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì nó sẽ bằng số mũi móc của cái cạnh đầu tiên mà mình móc ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì mình đã chụm lại được cái hàng móc cuối cùng lại rồi nè. Từ đây móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng đoạn len này khâu vào ha. Dùng kim khâu xỏ vào nè. Sau đó mình sẽ tiến hành khâu lại. Các bạn sẽ để cho mình mặt phải của thân dài ở ngoài. Mình sẽ đâm kim vào hai chân móc đầu tiên đây hai chân móc đầu tiên của hai cạnh nè đâm kim vào hai chân móc song song với nhau ha lưu ý khi khâu để mặt phải của giày ra bên ngoài nhé đây kéo lên tiếp tục đâm kim vào hai chân móc song song kế tiếp đâm kim vào hai chân nè kéo lên và ta sẽ khâu tương tự cho đến hết ha Khi đã khâu được đến hết thì mình đã chụm lại được cái phần gót giày rồi. Sợi len thừa thì các bạn sẽ tạo cho mình một cuốc để mình cố định lại được sợi len. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái đường móc. Như vậy là mình hoàn tất được thân giày nè. Khi bé mang vào chân ha Thì lúc này cái phần gót giày ở bên dưới Nó sẽ giúp mình ôm sát được với cái phần gót chân của bé Đây ta sẽ có được một thân giày như thế này Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần cổ giày Các bạn đưa cho mình sợi len ra phía sau, mình sẽ bắt đầu móc ở cái phần gót giày. Ở đây ta có hai cái chân móc đầu tiên và cuối cùng nè. Đâm kim cho mình vào một chân sau đó kéo len qua chân móc. Móc lên một xích sau đó di chuyển kim đến cái chân kế bên, móc vào một mũi móc đơn. Ở đây ha, hai cái mũi này nè, mũi đầu và mũi cuối, một chân mình sẽ móc mũi dời còn một chân mình sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim đến các cái chân móc của cạnh này mỗi chân ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc thì các cái chân mà mình móc các bạn không có móc vào cái thân chân móc ha mà mình chỉ móc vào các cái chân móc thôi nè móc vào mỗi chân móc sẽ là hai mũi móc đơn ha tương tự nè chân kế bên là cái chân này cũng móc vào hai mũi móc đơn khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này móc tương tự cho mình cho đến cái đầu này ha cứ mỗi chân móc mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc Khi đã viền lại được cái phần thân sau rồi, đến cái phần thân trước nè, thì cái chân móc đầu tiên mà mình móc ở cái phần thân trước này là cái chân móc của mũi dời. Móc vào một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các cái chân móc này thì mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Đến cái chân móc của cái cạnh còn lại thì các bạn cũng đâm kim vào cái chân móc mà mình móc cạnh cuối cùng này và cũng móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ tiến hành di chuyển kim đến các chân bên này và cũng đâm kim vào mỗi chân móc, móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hết ha. Khi đã móc cho mình cái phần viền cổ dài cho đến hết rồi thì đến chân móc cuối cùng là cái chân mà mình móc mũi dời vào đó, ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đó và móc một mũi dời. Móc lên một xích. Thì mình đã viền được cái phần cổ dài ha. Những bạn nào muốn cái phần cổ dài của mình nó cao lên á thì các bạn sẽ móc cho mình nhiều hàng mũi móc đơn cho cái phần cổ dài của mình nó có cái độ cao lên. Còn ở đây mình chỉ móc cái phần dài lười thôi nên mình móc một hàng viền mũi móc đơn thôi ha. Bây giờ ta sẽ tiến hành cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Thì cái hàng mũi móc đơn ở cái phần cổ giày nó sẽ giúp cho phần cổ giày không bị quá rộng khi bé mang vào chân ha. Đây, ta hoàn tất được một phần thân dây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn trang trí. Đầu tiên thì mình sẽ móc phần sừng ha. Tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, sau đó móc lên hai mũi xích móc vào vòng tròn mình vừa tạo này tám mũi kép đơn liên tiếp, kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư, mũi kép đơn thứ năm, kép đơn thứ sáu, mũi kép đơn thứ bảy và mũi kép đơn thứ tám. khi có được 8 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi. Tiếp tục di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc. Móc lên 2 xích. Nắm sợi len ngắn quốc thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Thì mình hoàn tất được vòng đầu tiên ở phần sân. Để tiếp tục móc tiếp hai vòng tiếp theo, thì các bạn để ý cho mình, vòng đầu tiên mình có 8 mũi kép đơn ta có 8 chân móc cho vòng móc thứ hai thì vòng móc thứ hai móc vào mỗi chân móc mỗi chân là một mũi kép đơn ha thì vòng móc thứ hai mình cũng có 8 mũi kép đơn sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình một vòng móc nữa hoặc là hai vòng móc nữa tùy vào cái độ dài độ cao của phần sân mà các bạn làm cho thân dài ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi phần sân đã có được cái độ cao nhất định rồi Vòng móc của mình có 8 mũi Các bạn chập đôi cho mình cái phần thân lại Thì mình sẽ tiến hành nẹp lại ha Tức là mình sẽ đâm kim vào hai chân song song với nhau Sau đó móc vào hai chân đó Mỗi chân là một mũi móc đơn Đây Thì lần lượt mình sẽ có 4 mũi móc đơn Vào 8 chân này ha Chập đôi lại Khi đã nẹp lại được hai mặt của phần sân rồi thì phần sân của mình nó sẽ hoàn tất như thế này. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó kéo và cắt len. Cũng cắt cho mình một đoạn len dài, sau đó mình dùng đoạn len này khâu vào trong thân giày ha. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần sân như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn móc phần tay ha. Phần sân khi đưa vào thì nó sẽ như thế này nè. Đây bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần tay phía sau. Đối với phần tay tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Khi có được 8 mũi móc đơn liên tiếp, nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại và đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len mình hoàn tất được vòng đầu tiên với 8 mũi móc ha để tiếp tục vòng móc thứ hai mình sẽ thay màu ở cái sợi len thừa này nè phía trước nó là chân mình móc mũi dời thì đâm kim cho mình vào cái chân phía sau nó ha sau đó kéo sợi len qua chân móc móc lên một xích Vòng tròn phía dưới mình có 8 mũi móc đơn sẽ tạo ra 8 chân móc cho vòng tròn thứ hai. Thì vòng tròn thứ hai các bạn sẽ móc cho mình liên tục vào 8 chân móc đó. Mỗi chân là 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc và móc cho đến hết vòng. Chân bên cạnh cũng móc 2 mũi móc đơn nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Thì sau khi mình đã móc hoàn tất được các họa tiết trang trí thì các bạn sẽ khâu cho mình phần tai với phần sừng như thế này. Phần tai nó sẽ nằm ở phía sau phần sừng ha. Phần sừng sẽ nằm chết qua một bên nè, cho cái phần tai của mình nó hé ra phía sau. Và tiếp tục gắn cho mình hai mắt cũng như là dùng sợi len màu đen trang trí cái phần mũi của ngựa. Như vậy là mình vừa hoàn tất xong một mẫu dài hình chú ngựa xinh xắn như thế này. Các bạn có thể đổi màu cho phần thân giày của mình thêm xinh xắn hơn ha. Chúc các bạn thành công.